Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Lê Dũng Vô Va đã bị bắt. Thông tin trên đây từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội. Theo đó, Lê Văn Dũng, Dũng Vô Va, 51 tuổi, bị bắt sau hơn một tháng chống lệnh truy nã của Công an Hà Nội về cáo buộc chống phá nhà nước. Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội thông báo Dũng bị bắt sáng 30 tháng 6 khi đang trốn tại nhà người quen ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa. Nghi can không chống cự và bước đầu có thái độ khá hợp tác, lãnh đạo Công an Hà Nội nói. Từ hôm nay, Dũng sẽ bị tạm giam 4 tháng. Dũng bị khởi tố về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Nhưng khi nhà chức trách đến tống đạt các quyết định tố tụng, Dũng đã bỏ trốn. Ngày 28 tháng 5, Dũng bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội phát lệnh truy nã. Hiện sai phạm cụ thể của Dũng chưa được cơ quan điều tra công bố. Theo cơ quan công an, Dũng tự xưng là nhà báo, thường xuyên phát trực tiếp trên trang Facebook, YouTube cá nhân bàn về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và quốc tế. Dũng tự mở trường quay tại nhà với tên gọi Đài Truyền hình Chấn Hưng TV và cùng nhiều người thường lên sóng bình luận. Ngày 25 tháng 5, Dũng đăng trên trang cá nhân nói bị cơ quan an ninh điều tra triệu tập và cho rằng các live stream trên Facebook cá nhân dựa trên các chuẩn mực đạo đức, hiến pháp, phần lớn video chỉ liên quan đến vấn đề kỹ thuật, quản lý xây dựng. Liên quan đến việc Dũng Vô Va bị Công an Hà Nội bắt giữ khi đang trốn lệnh truy nã đặc biệt, Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của nick Facebook Nguyễn Ran và Đông Kinh. Nguyễn Ran viết, nhớ lại là cứ buồn cười. Cái nhóm ngáo ngơ nhưng cũng bày đặt muốn làm bố đời thiên hạ là mấy cậu ở cái gọi là kênh Chấn Hưng nước Việt, sau đổi thành Chấn Hưng TV. Cứ nghĩ đến nó là buồn cười. Có lẽ vì cái sự dở người đến mức hoang tưởng, bệnh hoạn như thế, nên chính quyền họ cũng chẳng chấp làm gì. Người dân thì bức xúc vì chúng làm ồn, mong sao sớm tiễn vong chúng đi, để những đêm trăng sáng được thanh bình. Không phải nghe những tiếng hú hoảng loạn, lạc loài của chúng nữa, cho khỏi mệt người. Thật khó chịu với các cậu này, nhưng mỗi khi nhớ lại, quả cũng hơi buồn cười. Từ cái anh chàng tâm thần Vũ Quang Thận tranh ngôi cao thấp với anh Đào Phét Lác, quốc sư Trần Dần ở bển, rồi cậu Lê Trọng Hùng, hay còn gọi là Hùng Cà Lâm, ăn không nên đòi, nói không nên lời, cũng lên kênh thao thao, ngây ngô như một kẻ thiểu năng. Vậy mà vừa rồi cậu ta cũng tự ứng cử đại biểu quốc hội đấy nhé. Ngạc nhiên chưa? Dĩ nhiên là có ai lại chấp nhận loại dở người như vậy được, nên mới đến chỗ gửi xe đã bị bác bảo vệ đuổi đi nơi khác chơi. Còn Dũng Vo Ve thuộc hạng ba hoa chích chòe nổ hơn bom, nhưng lại là kẻ ma lanh nhất, thuận tâm thần nay đang chăn kiến bắt nhện, cũng từ cậu Vo Ve này suối ăn cứ gà mà thổi ống đu đủ. Buồn cười nhất là Dũng Vo Ve lúc nào cũng nhai nhải rằng anh Trọng, anh Tô Lâm, anh XYZ đâu để lính tráng làm ăn thế này à, oách lắm cơ. Nghề của y là lừa dân oan, làm quân xanh cho y ăn tiền Việt Tân, đến khi có trác gọi thì ba chân bốn cẳng chạy chui lũi chối chết. Nhưng lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát, sau một tháng chui rút y đã bị người dân phát hiện và bị hốt đi. Thực ra người ta đã không thèm chấp cái thứ tâm thần, nhưng mọi thứ đến mức quá thể rồi thì cần phải rọi một chúng lại. Nghe nói khi vào nhà bà dì để gọi cậu ra lệnh bắt giữ, khác với thái độ phét lác oai oách khi live stream một mình, mặt y xanh như đít nhái, mồ hôi vã ra hơi như mưa, miệng lắp bắp đến thảm hại. Cứ nhớ những khi y to mồm, anh Tô Lâm có giỏi thì đến đây bắt Dũng Vô Va này đi, còn lâu nhé. Vậy là thuận tâm thần, Dũng Vo Ve cũng đã theo nhau đi chăn kiến bắt nhện, còn hai kẻ ngáo ngơ trong cái Chấn Hưng TV là Hùng Cà Lâm, An Tôn Tuấn, không biết ngày nào đây. Đề nghị nhà chức trách cho chúng đi nốt cho dân nhờ, để chúng ở ngoài thời tiết nắng nóng, bệnh hoạn gây nguy hiểm cho cộng đồng. Nên gọi thêm cả mấy chú nữa như Thắng Nghiệt, Diện Hán Lôm, Chân Sở Khanh cho trọn bộ, cứ nghĩ đến là buồn cười đó đi. Nick Facebook Đông Kinh viết, nhiều khi không cần phải bé lại, một khi đi trốn là có người đi tìm. Cuối cùng, không phải thông tin Lê Dũng Vô Va được cơ quan công an bế đi sáng ngày 30 tháng 6 đã không còn chỉ là tin đồn,
mà nó đã được Công an thành phố Hà Nội chính thức xác nhận. Theo đó, sáng ngày 30 tháng 6, Lê Dũng Vô Va đã bị bắt tại nhà người quen ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa. Theo những gì Công an Hà Nội miêu tả, thì nghi can không chống cự và bước đầu có thái độ khá hợp tác. Còn theo những gì người dân hóng hớt ở bên ngoài cửa, thì sự hợp tác này thực chất là khi Công an Hà Nội ập vào bắt, Lê Dũng Vô Va rung lẩy bẩy, đứng hình bất động luôn vì không nghĩ trốn kỹ thế mà vẫn bị tìm ra, đặc biệt là nghĩ tới tương lai chuẩn bị nhập trại mà không biết bao giờ ra. Có thể nói, hành trình trốn của Lê Dũng Vô Va và tìm của Công an Hà Nội khá thú vị và vất vả nhất là đối với một đối tượng già đời, lọc lõi và được đào tạo bài bản. Ngay từ tháng 1, Vô Va đã không dám cả ăn Tết ở nhà khi gia các dự mình đang bị công an điều tra. Cho nên khi Công an Hà Nội đến tận nhà Vô Va làm việc thì hắn đã chạy khỏi nhà rồi. Đến tháng 3, khi vừa ló mặt ra, Vô Va được Công an Hà Nội ốp lên trụ sở làm việc. Nhiều người như tôi và cư dân mạng chắc mẩm vụ này, Vô Va đi thật rồi, ông giáo ạ. Nhưng hóa ra, Công an Hà Nội chỉ mời hắn lên để củng cố chứng cứ. Sau đó, cho thêm 200.000 tiền taxi, trong khi về nhà hắn mất có 120.000. Từ đó, biết mình bị bắt chỉ tính bằng thời gian, một lần nữa Vô Va lại lặng mất tâm. Đến cuối tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đã buộc phải kích hoạt chế độ camera an ninh chạy bằng cơm khi ra quyết định truy nã đặc biệt với Vô Va. Và một khi chế độ này kích hoạt thì kết quả như chúng ta đã thấy như ngày hôm nay. Bài hát Trốn Tìm của Đen Vâu nghe thì hay nhưng có vẻ lại không hợp thời. Bởi một vài con người mà trốn, cái là cả xã hội đổ xô đi tìm. Lê Dũng Vô Va có thể sánh ngang với những người nhập cảnh trái phép, những người trốn cách ly. Khi không bắt cách ly nhanh thì sẽ gây hại cho xã hội. Đen Vâu, bậc thầy về ngôn từ âm nhạc chắc cũng không lường hết được hoàn cảnh này. Thôi thì xin chỉnh sửa lại lời bài hát cho phù hợp với Lê Dũng Vô Va vậy. Nhiều khi không cần phải bé lại, một khi đi trốn là có người đi tìm.